phi nhung bị bộ công an triệu tập vì làm đám tàn giả lừa dối dư luận và bỏ trốn như chúng tôi đã đưa tin trước đó thông tin ca sĩ phi nhung còn sống đã làm rúng động dư luận khiến cộng đồng mạng nổ ra nhiều cuộc tranh cãi trái chiêu nhằm bảo vệ phi nhung sau sự việc này thì bộ công an đã ngay lập tức vào cuộc và đã có một buổi triệu tập gấp ca sĩ phi nhung tuy nhiên phía gia đình phi nhung cũng như quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức hay có bất cứ thông báo nào đến với toàn thể truyền thông và báo chí trước đó ca sĩ phi nhung liên tục được cho là đang điều trị tại mỹ và cái chết chỉ là màn kịch dư luận vì trước đó có rất nhiều luồng tin sai lệch ảnh hưởng tới cô thông tin này khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng cụ thể gần đây có nhiều thông tin trên mạng được xác thực rằng ca sĩ phi nhung thực chất vẫn còn sống và được đưa về mỹ nhưng cô không còn là ca sĩ nữa cô sẽ từ giãn nghề nghiệp vì có quá nhiều lùm xùm dư luận oan ức trước đó Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được một thông tin từ một người giấu tên tại Mỹ cho biết đây thực chất chỉ là một cú lừa. Chuyện ca sĩ Phi Nhung mất đến chuyện tang lễ và hỏa tán tất cả chỉ là dàn dựng từ một kịch bản có sẵn. Chưa biết độ xác thật thông tin này có chính xác hay không nhưng những thông tin mới nhất từ người nhà và quản lý Phi Nhung được chúng tôi kết nối nhưng nhận lại là câu trả lời tôi không biết. Theo như chúng tôi suy đoán Chắc câu chuyện này có điều gì rất mờ ám, trở lại nửa tháng trước đây ca sĩ phi nhung mắc covid 19 được các bác sĩ hàng đầu việt nam cũng như các thiết bị y tế cao cấp tiên tiến nhất để điều trị cho ca sĩ phi nhung mọi thông tin chính xác vào thời điểm đó được xem như cực kỳ quý hiếm bởi vì theo thông tin từ bác sĩ bệnh viện chợ rẫy cho biết tình hình sức khỏe của phi nhung được bệnh viện giấu kín chỉ cho nghệ sĩ việt hương biết ngoài ra không ai có được thông tin này đặc biệt là về chi tiết tình hình ca sĩ phi nhung từ đó chúng ta có thể suy đoán ra rằng ca sĩ Phi Nhung liệu bị gì mà mất như vậy. Được biết trước đó các bác sĩ cho rằng ca sĩ Phi Nhung đã test hai lần và cho ra kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Có lẽ cô chết vì suy nghĩ quá nhiều và đâm ra bị tâm bệnh trong lòng. Và có thể nói ca sĩ Phi Nhung trong thời gian nằm viện cô rất mệt mỏi vì nữ doanh nhân Phương Hằng và con trẻ núi Hồ Văn Cường cũng trong thời gian phi nhung nhập viện thì cũng có những tin đồn cho rằng gia đình bên mỹ đã rước cô về để chữa trị mỹ là một trong những nước có cơ sở vật chất y tế tốt nhất trên thế giới việc phi nhung về mỹ chữa trị là điều rất tốt cũng trong thời điểm đó việc xin giấy tờ về mỹ rất phức tạp nên không phải vì sức khỏe yếu mà ca sĩ phi nhung không về được mỹ mà là vì giấy tờ thủ tục quá rùm rà cùng với đó các bác sĩ thông báo sức khỏe phi nhung có tiến triển tốt nên gia đình bên mỹ không lo lắng gì mấy cũng theo đó nhiều người suy luận ra rất có thể đây chỉ là màn kịch để đánh lừa dư luận nhưng thực chất ca sĩ phi nhung vẫn còn rất khỏe mạnh tại mỹ liệu thông tin này có chính xác hay không hãy cùng chúng tôi đón chờ những thông tin mới nhất